Các bạn thân mến, trong cái video này thì chúng ta cùng chia sẻ cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra một cái trang giấy trong đó có các cái mẫu chữ để cho học sinh tự tô, và các thầy cô có thể in cái mẫu này ra và gửi cho các em để các em ngồi làm các cái bài tập tập tô theo chữ. Để làm được việc này thì chúng ta phải vào PowerPoint này, cài đặt trang giấy đầu tiên này, xong tạo ra các đường kẻ ô ly này, xong chúng ta sẽ đưa các cái mẫu chữ vào, và cuối cùng sau khi hoàn thành chúng ta in ra và gửi cho học sinh. Và bây giờ thì chúng ta vào từng bước một. Để cài đặt trang giấy sang cái giao diện của A4 thì các thầy cô vào cái chức năng này. Chức năng design, chúng ta tạo ra một cái trang giấy mới và chúng ta vào cái mục là cài đặt cái trang giấy. Sau đó chúng ta nhấn vào cái nút này, tìm đến cái khổ giấy A4. Sau khi mà đặt lên cái khổ giấy A4 rồi thì các thầy cô xuống bên dưới đặt theo cái chiều đứng. Để cái khổ giấy nó đứng thì chúng ta nhấn vào cái mũi tên, nó tạo ra một cái khổ giấy đứng. Bây giờ thì chúng ta xóa bỏ các cái khung mặc định của chữ đi, vì chúng ta không dùng đến nó, nhấn vào và xóa bỏ nó đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào một cái công cụ insert và chọn cái đường thẳng này, và các thầy cô sẽ kéo nhấn shift nhé, một tay nhấn cái phím shift thì sẽ kéo cái đường thẳng luôn luôn là thẳng. Chúng ta tạo các cái đường kẻ dọc trước, chúng ta đặt nó ở một cái điểm rồi kéo dọc nó xuống, tay giữ shift nó sẽ rất là thẳng. Và cái đường thẳng này thì chúng ta chưa cần chỉnh cho nó đến đâu mà cứ kéo nó thẳng xuống đã. Sau khi kéo xong đường thứ nhất thì các thầy cô chọn cái đường đó, xong đó Ctrl D để chúng ta nhân bản ra cái đường thứ hai. Ở cái đường thứ hai này thì lưu ý đây là cái ly ở bên trong, cái đường kẻ ly nhỏ, cho nên chúng ta phải chọn cái loại đường kẻ nó mỏng. Thì các thầy cô vào cái ô này, vào cái ô chọn các cái định dạng đường kẻ, sau đó là chúng ta vào cái mục là lựa chọn cái kiểu dáng của đường kẻ. Thì ở đây chúng ta chọn cái đường chấm chấm này, cái đường gạch gạch chấm chấm này, thì nó sẽ lúc in ra thì nó sẽ rất là mờ đó. Chúng ta chỉ cần là mặc định mà, thì chúng ta ấn vào đó và các thầy cô sẽ tạo ra được các cái đường thẳng ở bên trong đường ly đó, là nó mờ hơn, nó gạch mờ. Và cứ thế chúng ta Ctrl D thì nó sẽ ra liên tục các cái. Nếu chúng ta định làm 5 ô ly thì chúng ta làm 4 cái ly ở bên trong, sau cái hàng cuối cùng nó là hàng kẻ đậm. Do đó chúng ta sẽ nhân bản ra 4 cái ô ly. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái chế độ xem chọn trang giấy, thì chúng ta vào View này, xong nhấn vào cái Fit to Window thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ toàn trang giấy để chúng ta chỉnh cái đường thẳng theo cái tỷ lệ chính xác. Chúng ta vẽ hai cái đường thẳng giới hạn ở phần trên và phần bên dưới của cái tờ giấy. Sau đó chúng ta lần lượt kéo các cái đường thẳng đã tạo đến các cái điểm, khi kéo chúng ta nhấn shift thì nó sẽ luôn thẳng. Và bây giờ thì chúng ta hãy gộp tất cả vào rồi nhấn phím Ctrl D, tức là nhân nó ra, nó giống như là copy paste á. Khi nhân ra rồi thì chúng ta sẽ chỉnh cho các cái đường thẳng nó vào đúng các cái hàng mà chúng ta muốn. Và cứ như vậy, khi nó đã chuẩn ở cái đặt ở cái vị trí thứ hai này rồi thì chúng ta Ctrl D nó ra vị trí thứ ba, thứ tư giống hệt nhau với cái khoảng cách như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra những cái hàng kẻ, hàng ngang. Thì đầu tiên là nhấn chọn vào cái nhóm cuối này này, nó lên cái hình như thế này. Rồi chúng ta lấy cái con trỏ và cái góc này chúng ta xoay ngang nó ra cho nó vuông vắn. Sau đó chúng ta xếp cái khối này, xếp những cái dòng kẻ này đúng theo như cái kích thước của ô ly. Sau khi xong thì chúng ta thu gọn hai cái đầu nó thừa mà, thì chúng ta chỉ cần kéo đều hai cái mép ở hai bên vừa khớp với lại cái ô là được. Sau đó chúng ta cân chỉnh cho cái ô ly vuông vắn và chúng ta bắt đầu Ctrl D
nó sẽ ra cái ô tiếp theo, đặt nó vào đúng cái vị trí ô ly, rồi tiếp tục nhân bản Ctrl D, cứ tiếp tục như thế cho đến hết cái trang giấy, và chúng ta đã hoàn thành một cái trang giấy ô ly. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chọn cái chữ mẫu để cho học sinh viết theo cái mẫu đó. Ở đây là tôi chọn cái mẫu chữ in, thì chúng ta tìm các cái phông cho nó phù hợp. Hiện nay thì cái chữ viết tay thì đã có cái phông chữ viết Việt Nam, chữ viết tay. Thì các thầy cô nếu dùng Windows thì sẽ tải về cái bộ chữ viết tay đó, và hoàn toàn các thầy cô có thể đặt các cái chữ viết tay vào trong các cái đường kẻ ô ly đã tạo sẵn này. Còn ở đây là tôi chưa có cái bộ chữ ý nên tôi dùng những cái chữ có sẵn trong máy. Đây là cái chữ in. Sau khi xong một chữ thì các thầy cô hãy nhấn chọn chữ đó và lại Ctrl D, nó lại ra chữ thứ hai. Và chúng ta lại đặt vào cái vị trí khoảng cách ở trong cái ô ly cho chuẩn. Và chúng ta lúc này thì có thể chuyển màu chữ. Các thầy cô muốn màu đậm nhạt như thế nào? Đấy, vì cho học sinh tô theo cho nên chúng ta chọn cái màu nó nhạt thôi. Đó. Thì lúc in ra nó sẽ thành hình chữ AM để cho học sinh sẽ tô theo nét đó. Thì cái việc là lựa chọn cái màu đậm hay nhạt thì do cái tùy chỉnh của chúng ta. Sau khi xong cái chữ A thứ hai, chúng ta lại Ctrl D. Nó ra chữ thứ ba, cứ như vậy chúng ta Ctrl D tiếp thì nó lại ra một cái hàng chữ A. Và lúc này thì chúng ta đã xong cái hàng đầu tiên. Cứ giống như thế, chúng ta sẽ xuống cái hàng thứ hai, chúng ta cứ Ctrl D ra, và các cái cỡ chữ sai chữ như nhau thì chúng ta đến chữ B rồi đến tiếp là chữ C, giống hệt như thế, và chúng ta sẽ được các cái hàng chữ theo cái mẫu chúng ta tạo ra. Từ cái form dòng kẻ ô ly này chúng ta có thể thêm được nhiều mẫu chữ cái à, và chúng ta sẽ nhân bản nó ra. Chúng ta có thể copy một loạt chữ và chúng ta cứ thế dán xuống các cái hàng, các cái ô tiếp theo. Rồi chúng ta có thể nhân bản cả một cái trang này ra. Nếu mà cái vở chúng ta cần bao nhiêu trang, lúc này thì chúng ta sẽ nhân bản toàn bộ trang ra và chúng ta chỉ việc là điền thay các cái ký tự ở bên trong thôi. Thì chúng ta sẽ có nhiều trang giấy. Và khi hoàn thiện rồi thì các thầy cô sẽ in ra giấy, kiểm tra lại chất lượng. À, khi nào mà nó hài lòng thì các thầy cô mới in ra một loạt để chuyển cho học sinh tô và làm các cái bài tập. Nếu thầy cô nào mà ngại kẻ các cái hàng ô ly này thì ở bên dưới video này tôi có để được một cái đường link, các thầy cô có thể tải cái PowerPoint, tải cái bản thiết kế này của tôi và sau đó dùng luôn. Các thầy cô chỉ việc thay vào các cái mẫu chữ để in ra thôi, không phải thiết kế lại nữa. Xin chúc các thầy cô có sức khỏe và mong các thầy cô đăng ý kênh Skill Truyền Thông và xem các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.